Chào các bạn, video này sẽ giới thiệu về cái bộ Realtime Tool của AT-SCADA. Bộ Realtime Tool của AT-SCADA gồm có iTextBox, iLabel, iButton, iInput, iStatus, iStatusFooter. Thứ nhất là về iTextBox. iTextBox được sử dụng để set hoặc là get cái giá trị số. Về thuộc tính thì nó gồm có ba cái thuộc tính là driver, mask length và tag name. Driver này là mình sẽ set cái driver cho cái textbox, cái iTextbox. Còn cái mask length tức là cái độ dài tối đa của cái số hiển thị ở trong cái textbox. Còn cái tag name là mình sẽ gắn cái tag cho cái textbox này. Cái label thì label được sử dụng để hiển thị những cái text. Thì thuộc tính gồm có driver và tag name. Thì driver cũng là set driver, tag name cũng là set tag cho cái iLabel này. Cái button, cái button được sử dụng để điều khiển bằng cách click vào để điều khiển cái on off. Cái thuộc tính thì nó gồm có là cái button text, là chỗ này sẽ là cái tên hiển thị của cái button. Còn cái driver và cái tag name, cái driver cũng là set cái driver cho cái button này. Cái tag name thì set cái tag cho cái iButton. Cái input thì cái input này được sử dụng để set hoặc là get cái giá trị số vào trong cái textbox bằng cách là mình click vào cái button, cái nút. Cái này nó cũng giống như cái này là nó tổng hợp của cái textbox và cái button. Thì cái thuộc tính này nó gồm có cái driver, tag name và mask length, giống y như cái thuộc tính của cái button. Cái iStatus được sử dụng để hiển thị trạng thái kết nối của tag. Thì nếu mà cái tag mà kết nối, mà cái trạng thái kết nối của cái tag mà good thì nó sẽ hiển thị là màu xanh. Còn nếu mà trạng thái kết nối mà bad thì nó sẽ hiển thị là màu đỏ. Cái thuộc tính thì cũng có hai cái thuộc tính là driver và tag name. Cái cuối cùng là cái iStatus Footer, dùng để hiển thị cái trạng thái mà cái phần mềm của mình là có license hay là không. Ở đây cái thuộc tính thì có một cái thuộc tính là driver, mình set cái driver. Sau đây mình sẽ làm một cái demo nhỏ nhỏ để hiểu rõ hơn, để các bạn hiểu rõ hơn về cái bộ Realtime Tool này. Đầu tiên thì mình cũng tạo cổng con ảo, tạo con 1. Tiếp theo mình mở cái phần mềm mô phỏng Modbus RTU lên, mở cái ATM Driver Server lên. Ở đây mình đã tạo sẵn những cái tag rồi. Mở OBC Server. Tiếp theo mình mở cái iTag Builder để tạo tag file. Click vào New T Driver. Add Driver. OBC Server, OBC Client, Connect. Mình sẽ import cho nó nhanh, import group.
device. Mình sẽ chọn cái hàm RAM. Tiếp theo mình sẽ register để tạo ra cái tag file lưu. Click vào create new project. Okay, tiếp theo mình sẽ mở cái Visual Studio Spread lên. New project. Ok. Thì bắt đầu bất cứ một dự án nào thì đầu tiên mình cũng phải kéo cái iDriver vào trong cái form. Kéo thả cái iDriver ra trước tiên. Đây mình sẽ set cái inherit của nó là face. Tiếp theo mình lấy cái textbox label. Textbox. Label. Và cái button. Cái input, iStatus, iStatus footer. iInput. iStatus. iStatus footer sẽ gắn tắt set driver. Sẽ gắn tắt và set driver cho cái iStatus. Set driver iDriver 1 iDriver 1 thì tắt name. Gắn là cái channel 1 cái driver, gắn cái iDriver 1 cái mask length đây mình chọn là 10, tắt name gắn là cái channel 1, label iDriver 1 tắt name, gắn cái tắt vào RAM flow, cái button cũng set driver là iDriver 1, tắt name, gắn cái tắt là bool, tiếp theo là cái iInput driver iDriver 1. Cái i button back color là cái màu của cái nút nhấn, cái nút button này. Cái màu nền. Còn cái i button test. Cái này mình có thể đặt tên. Đó là click. Cái này mình sẽ thay đổi cái tên này. Còn cái i textbox back color là cái màu nền của cái textbox. Mask length đây mình chọn là 10. Tắt name cho đây là channel 2. Cái i status footer
sẽ gắn cái driver cho nó, driver 1. Build. Start. Trạng thái kết nối hiện tại là good, cho nên nó hiển thị màu xanh. Đây, status good. Đây mình sẽ thay đổi giá trị. Ví dụ như đây mình cho là 50, đây sẽ nhảy vô 50, cho là 100, nhảy lên 100. Đây là cái giá trị của cái hàm RAM trong cái OVC server này, RAM flow. Đây mình thấy cái giá trị để nó sẽ, đây giá trị của hàm RAM flow nó nhảy liên tục, thay đổi liên tục. Cái nút button này mình click vào, các bạn thấy là nó lên 1, nó lên giá trị là 1, cái value của nó là 1, cái nút nó màu xanh, click cái trở về 0, cái nút này nó sẽ thành cái màu xám, click sẽ cái giá trị này lên 1, nó reset lại về 0. Đây mình sẽ đặt giá trị, ví dụ như cho nó 40, click. Thì 40, cho là 60, click 60. Cái AI status footer hiện tại là đang ở cái gọi là demo, chế độ là demo, thời gian còn lại là 298 phút, này là chưa có khay. Như vậy là mình đã xong cái phần giới thiệu về cái bộ tool real time tool của AT-SCADA. Nếu mà các bạn có bất cứ thắc mắc gì hay là câu hỏi gì thì các bạn có thể vào trang web AT-SCADA.com trong cái mục FAQ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.